cũng ấy chứ. Vâng, nó bụi vào mắt này là đau mắt thêm. Rồi. Bác tổng của nhà bác là bao nhiêu? Ruộng á. Vâng. 1 mẫu 6. À, 1 mẫu 6 à. Nhà em mẫu tư năm nay có được tấn không? Chả biết được tấn. Đấy. Một mẫu tư cứ mình cứ tính 70-80 cân. Có được 80 cân không? Chịu à. 70-80 cân thì một mẫu được 8 tạ. 4 xào 48 83 24 84 32. Tấn mốt. May thì được thôi. Thắp năm nay thì cũng vừa vừa thôi. Thế thắp mùa bao giờ cũng thế. Thắp mùa không được bằng là thắp riêng.